Chào các con, hôm nay cô Nga sẽ kể cho các con nghe câu chuyện chú thỏ thông minh. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nào. Trong khu rừng nọ có một chú thỏ con sống cùng mẹ. Ngày nào thỏ cũng chạy ra bờ sông uống nước. Trước khi đi, chú được nghe mẹ nhắc: "Con phải cẩn thận nhé, vì cáo cũng hay ra sông dạo chơi lắm đấy." Một ngày nọ, vừa mới cúi xuống mặt sông, chuẩn bị uống nước, thỏ con bất ngờ thấy cáo. Cáo ta ra vẻ thân thiện nói. Chào thỏ con, lên lưng anh cõng vào sừng hái nấm và hoa nào. Thỏ con hơi lo lắng, nhưng chú nhanh trí nghĩ ra một mẹo. Chú trả lời cáo, ôi, thế thì thích quá anh cáo ơi chờ em về nhà lấy mũ đội che nắng đã nhé. Nói rồi, thỏ con nhanh nhẹn chạy u về nhà. Thỏ con kể lại câu chuyện gặp cáo cho mẹ nghe. Thỏ mẹ ôm thỏ con vào lòng, khen con thông minh và nhanh trí. Câu chuyện cô Nga kể đến đây là hết rồi. Và các con nhớ nha, chúng ta cần bình tĩnh, tin tưởng giải quyết khi gặp tình huống căng thẳng, khó khăn.